Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem cây và tham gia khảo giá. Bây giờ là thời tiết rất là nắng nóng. Nhân tiện thì tôi sẽ chia sẻ tới các bạn mới chơi cách chăm cây trong thời điểm nắng nóng để cho cây được khỏe mạnh, phát triển là tốt. Một số cây mà tôi sẽ báo giá với các bác, các anh em đảm bảo sẽ cực kỳ rẻ, rẻ như cho không luôn. So với thị trường có thể nó giảm giá được khoảng 10 lần các bác nhé. Đây là một số cây ở trên vườn nhà nhé. Cây đầu tiên tôi giới thiệu là một cây xanh, xanh Nam Điền xịn. Tại sao phải nói là từ xịn? Bởi vì thực tế hiện nay thì rất nhiều cây xanh Nam Điền nhưng nó bị lai, không còn là nguyên bản nữa. Và một số cây thì là xanh Hải Hậu. Cũng có một số ít người nhầm xanh Hải Hậu với xanh Nam Điền. Nhưng riêng cây xanh này tôi đảm bảo 100% là xanh Nam Điền xịn. Bác xem nhé, cái lá của nó này. Lá của nó hơi quăn thôi nhé, chứ không phải quăn nhiều nhé, hơi quăn. Và nó rất là dày, bác xem này, rất là dày. Sờ vào nó rất là dày. Lá cây này tôi cô nhỏ rất là đẹp. Cây này tôi còn giữ cái ảnh lúc nó ra quả kín tán rất là đẹp. Nếu các bác nào muốn tham khảo thêm thì tôi sẽ gửi ảnh đó cho nhé. Cây này trước đây cũng có thời gian tôi đã chia sẻ, nhưng mà vừa qua thì tôi cũng có làm lại răm. Bây giờ nhìn thấy lộc non nó đẹp quá thì tôi lại chia sẻ cho các bác, các anh em. Các bác xem luôn kích thước của cây xanh này nhé. Hoa hình ở điểm này này, bác so sánh này. Trên là 60 nhé. Còn hoa hình ở dưới này này, đúng chỗ này này, chạy vòng quanh nhé, nó khoảng trên 80 một chút. Thế còn hoa hình của chân đế rất là rộng. Và cây này là cây cực kỳ già. Xem này, nó nổi màu da đồng này, thân nhăn nheo này, và cái nu cục của nó rất là đẹp, không có một cái vết sẹo nào đấy hết nhé, liền vết hết rồi này. Các bác xem này, nu cục rất là nhiều này, cả cái cây tử này nó cũng nu cục này, cả cái tay cành cũng nu cục này. Các bác xem này, cái nu của nó này, chân này đế đẹp nhé, chân đế trải gần kín mặt khay này. Tổng dáng của nó này, bấm một cái xanh này, cây xanh này thực chất là tôi mua khi nó cũng tương đối hoàn thiện rồi chứ không phải cây phôi, về thì tôi chỉnh sửa lại đôi chút thôi. Bác xem nhé, chân đế này, cây tử của nó cũng được làm côn rất là già. Chân đế cũng được trải đều ra các phía này. Phía này cũng lù cục rất là đẹp nhé. Xem này, lù của nó này, lù cục rất đẹp nhé. Thân cực kỳ già luôn. Nhân nheo này, địa y mọc này, màu da đồng này, già từ gốc lên ngọn nhé. Cây này xem thực tế thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì là một số anh em bây giờ đang quen nhìn những cây nó lùn lực. Gốc và thân của nó lưu cũng rất là đẹp này, dễ rất là khỏe này. Lù cục quá đẹp luôn. Cây cực kỳ già, quá già. Cây xanh Nam Điền này tôi xin báo giá là 30 triệu. Thực tế là tôi rất là băn khoăn cây xanh này, rất là băn khoăn.
Tôi đang có dự kiến là tôi sẽ làm lại cây này. Làm lại cây này. Cắt để làm lại. Làm thành cây lồn lực. Tại sao phải băn khoăn? Bởi vì thực tế hiện nay cũng có rất nhiều những cây dáng cao, giá thành của nó cũng rất là cao, cao ngất ngưởng luôn. Những cây như thế này mà dáng cao này chắc chắn là ở ngoài thị trường không có cái giá dưới 50 triệu một cây như này. Những cây xanh quê bình thường mà họ bán mấy chục triệu. Hoặc là những cây xanh Nam Điền là rất là non, da còn xanh mơn mởn mà cũng bán tới vài chục triệu một cây. Mua những cây dáng cao như này mà ở thị trường cũng rất là nhiều tiền. Cây này coi như là cắt ra làm phôi đi. Nếu mua một cái cốt phôi tương tự như này, kích thước như này, độ già như này, vàng này, nhăn nhó này, nu cục này. Nếu mua một cái cốt phôi như này trên thị trường chắc không có cái giá là dưới 50 triệu đâu các bác nhé. Một cái cốt phôi đẹp như này, coi đây là cốt phôi đi, thì trên thị trường có giá không dưới 50 triệu. Và đầu tư một khoản tiền như vậy cũng rất là lớn chứ không phải ít. Mà để nguyên thì chơi cũng được. Các bác anh em nào mà muốn trong vườn nó phong phú, có cây nọ cây kia thì chơi cũng được. Và cái giá 30 triệu là cái giá rất là hấp dẫn, rất là hữu nghị. Mua một cái cốt phôi mà tương tự như này chắc thị trường sẽ không có cái giá dưới 50 triệu. Những cây các anh em bán 5-60 triệu rất là bình thường, rất là non. Bác xem nhé. Thế còn cây này tôi có dự kiến sửa như này này. Các bác anh em xem, đóng góp ý kiến nhé. Có nhiều cách cắt. Mỗi cách cắt thì nó lại có cái ưu nhược điểm riêng. Có thể cắt nhân cắt tại đây này. Tại đây này. Chéo đây này. Để tận dụng cái cây tử này. Như thế thì tận dụng được cây tử này thì nó có cái nhược điểm là cái nhát cắt ở đây nó hơi to. Tuy nhiên cũng không đáng ngại lắm vì xanh Nam Điền thì nó bít sẹo rất là nhanh. Mà nếu cắt ở đây thì cái cây này nó chĩa vào đây, chĩa thẳng vào đây. Thì lại phải chuyển cái trường này làm trường chính nhé. Trường này làm trường chính này. Xem này, nếu chuyển chiều này làm chiều chính thì lại phải cắt bỏ cái rễ này. Chân bệ giữ lại cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Vẫn còn chân bệ đang trải đẹp này. Cắt rễ tại đây, hoặc cắt ra đây một chút thì ta cho nó mọc rễ mới thì có thể tạo được những cái móng rồng rất là đẹp. Chọn chiều này là chiều chính nhé. Cắt tại đây thì tận dụng luôn cái cây tử kia làm thân luôn. Cắt rụt lại hoặc làm lại bông tán sau. Đây là một cách. Tuy nhiên cách đó thì có một vài điểm thì tôi cũng không ưng ý lắm. Cách thứ hai là cắt tại đây. Cắt tại đây thì cái nhát cắt ra nhỏ thì liền sẹo cực nhanh. Trong một thời gian ngắn là bít sẹo luôn. Sẽ nuôi một cái cành đây. Bay ra đây. Và một cái mầm ở đây sẽ dựng nó lên một đoạn thân. Sau đó sẽ nuôi một cái cành xuống đây. Và khi cắt, kể cả cắt đây thì nó sẽ thừa ra rất là nhiều những cái cành. Một cây các bác có thể là thừa ra hàng chục cây con ấy. Và những cây đó thì nó biến rất là đẹp các bác nhé. Rất là già rồi, tận dụng cái điểm già của nó. Cái cành này cũng được một cây rất là đẹp này. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là nhiều những cành đẹp nhé. Và cái ngọn này này, bác thấy ngọn này nếu khéo làm có thể được một cái cây rất là đẳng cấp. Vì cái đường chuyển của nó rất là hay nhé. Cắt đây thì rễ nó mọc ra đây thì nó tạo lên cái chân đế. Thành thân chỗ này rất là lớn này. Có thể tạo thành cây trực. Trực siêu nhé. Một thân trực, một thân siêu này. Những đường thân của nó già, nó chuyển rất là đẹp. Cắt đây thì các bác được một cây cũng tương đối hoàn thiện rồi, cũng không phải làm thêm gì nhiều. Cắt đây nhé. Cắt đây thì lấy chiều kia làm chiều chính được, mà chiều này làm chiều chính được. Cái đường thân của nó chuyển rất là đẹp. Một thân trực này, một thân siêu này. Để nó mọc đây nhé.
ta tận dụng cái cốt của nó rất là già. Xanh lăn biển xịn. Cắt đấy thì ta được một cây lùn lực rất là đẹp. Cây tử này nếu cắt bỏ thì cũng có thể tận dụng được một cây rất là đẹp này. Còn mỗi kia đoạn cành này khéo lựa khéo lọc thì cũng ra những cây rất là đẹp. Một cây có thể là cắt ra được 10 cây nhỏ. Và mỗi cây nhỏ đấy là một cái cây xanh năm điền già đẹp. Các bác đầu tư công sức để làm kỹ thì cây này tôi chắc chắn rằng nếu làm kỹ với cái chân bệ và cái cốt cây nó già như này, đẹp như này thì tương lai nó sẽ không phải là cây tiền trục nữa mà cây sẽ có giá nhiều trăm triệu nhé. Cây này có thể làm ra cây nhiều trăm triệu được. Tôi khẳng định là như vậy. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ tới các bạn mới chơi một cây làm như nào để nó khỏi bị cháy nắng. Ví dụ như cây này nó già thì các bạn phơi 1-2 nắng to nó không có sao cả. Nhưng nếu mà nắng quá dài ngày, 5-7 ngày, nắng to mà nắng kéo dài ngày thì các bạn cũng nên cẩn thận là dùng tấm bìa cắt tông che cho nó, che hẳn ở trên này hoặc là che những cái tay cảnh nó vươn ra, che cho nó, tránh cái ánh nắng buổi trưa buổi chiều. Ánh nắng buổi sáng thì không sao nhé, tránh cái ánh nắng buổi trưa và buổi chiều. Tại sao cái này thì khẳng định rất là khó cháy nắng, thậm chí có phơi vài ngày cũng chả sao cả. Nhưng nếu những cây non thì nó rất là dễ cháy nắng. Tại sao những cây non nó lại dễ cháy nắng? Đây là tôi chia sẻ với các bạn mới chơi, nếu các bạn chưa hiểu được. Không phải là vấn đề là nó khỏe hay nó yếu đâu nhé. Sở dĩ những cây non nó hay cháy nắng bởi vì trong cái thân của nó còn chứa lượng nước rất là nhiều. Những cây nó già khô như này, thậm chí nhiều người ví nó già như hoa đá như này, thì lượng nước ở trong thân rất là ít nhé. Còn cây non thì cái lượng nước trong thân nó rất là nhiều. Khi trời nắng quá to thì cái thân nó nóng lên và nó mất đi lượng nước ở những cây non rất là nhiều. Khi nó mất đi lượng nước thì thân nó sẽ co ngót lại. Mà khi nó co ngót lại thì nó sẽ bị tổn thương và rất dễ bị cháy nắng. Một cái lý do đơn giản là những cây non hay bị cháy nắng bởi vì thân nó chứa lượng nước rất là nhiều. Nên những cây non thì các bạn càng phải cần che kỹ hơn. Che kỹ hơn. Cây này có thể một vài nắng không sao, 3-4 nắng không sao. Nhưng cây non cái nắng to là các bạn lưu ý che lại cẩn thận, tránh cái ánh nắng buổi trưa buổi chiều nhé. Cây tôi vừa tưới cho một chút nước, nó lên màu ra đồng rất là đẹp này. Bác xem này, cả cây tử của nó cũng lên màu ra đồng rất là đẹp này. Toàn thân lên màu da đồng nhé. Cả những cành ở trên ngọn cũng lên màu da đồng rất là đẹp này. Đây là lô cây mà tôi bán cả lô này, 4 cây. Một cây mai vàng, mai vàng miền Nam nhé, chứ không phải mai tứ quý đâu. Mai vàng miền Nam. Cây này thì kích thước cũng tương đối lớn. Và cây này cũng đã ra rất là nhiều hoa. Bây giờ có quả này. Và các bác xem là kích thước nhé. Và chỗ này cứ gọi là 20 đi. Cây cực kỳ già nhé. Già như hóa đá, các bác xem này. Nó cũng màu vàng này. Cực kỳ già, các bác xem. Rễ của nó rất là già nhé. Và 4 cái cây mai vàng này tôi báo giá là 600.000 4 cây. 600.000 cả 4 cây nhé. 4 cây mai vàng miền Nam. Nếu chia đều ra thì giá của mỗi cây là 150.000. Những cây kia thì có cây nó kém một chút, cây nó cũng ngang bằng. Cứ cho là cây này là cây nhất đi, thì giá của cây này là 200.000. 200.000 một cây như thế này. Và so với cái giá thị trường thì nó quá là rẻ. Bởi vì một cây mai vàng nhiều hoa, già, kích thước cũng tương đối. Nếu bán đúng vào dịp Tết thì cây này bán rẻ cũng phải hơn triệu. Nếu bán đúng giá nó khoảng 2 triệu. Cây 2 triệu
chỉ bán với giá 200 ngàn các bác nhé. Quá rẻ luôn. Đang giá 2 triệu chỉ bán giá 200 ngàn. Cây này các bác lấy về thì đằng nào các bác cũng phải thay chậu, cũng phải thu lại cái chậu nó nhỏ. Nên cây này chỉ bán cây không bán chậu nhé. 4 cây 600 ngàn là giá giao lưu tại vườn nhé. Cây thứ hai này, bác xem kích thước của cây này nhé. Cây này nó lùn hơn. Bác xem kích thước này. Bác xem này, một gang nắm chặt nhé. Cái này chân đế cũng đẹp này. Cái này là dáng siêu này. Cây cũng ra rất là nhiều quả. Cây này tôi để tự nhiên nhé. Nhìn tổng thể cũng được. Không đến nỗi nào. Và cây cũng cực kỳ già rồi các bác nhé. Cây này thì cho luôn các bác cả cái chậu luôn này. Chậu nó nhỏ, về đi nó cũng tiện. Cái chậu này cũng đẹp nhé. Chậu sứ đẹp này. Cũng lành lặn không có sứt mẻ đâu nhé. Đây là cây thứ ba này. Cả bốn cây đều là những cây nhiều hoa nhiều quả nhé. Cây thứ ba thì kích thước cũng tương đối. Cây này cực kỳ nhiều hoa nhiều quả này. Các bác xem này. Dày kín này. Các bác xem này. Những cái chùm quả của nó này. Và cây này lúc nó ra hoa nó kín tán thì rất là đẹp. Các bác xem nhé. Kích thước cũng tương đối, không đến nỗi nhỏ lắm. Chiều cao thì nó khoảng độ 2 mét các bác nhé. Tính tới ngọn nó khoảng 2 mét. Bốn cái này là giao lưu tại nhà các bác nhé. Tại vườn. Đây là mảnh vườn ở trên cạnh nhà nhé. Thì tôi cũng đang tận dụng để trồng những cái rau sống để ăn này. Cũng có một số ít cây mai nó mọc đây này. Ít nhưng mà tính chỗ này cũng phải trên 100 cây các bác nhé. Các bác xem này rất là nhiều này. Mai nhỏ rất là nhiều các bác xem này. Rất là nhiều. Cũng phải trên 100 cây mai nhỏ đang mọc đây. Cái những cây mai to nó rụng quả xuống nó mọc này. Cái hạt của nó mọc thành cây nhỏ này. Trên 100 cây các bác nhé. Cái mai nhỏ này rất là nhiều nhé. Tất cả cái vườn dưới của tôi thì có hàng nghìn cây mai nhỏ như này. Đang phải nhổ vào bớt. Cái mai nó mọc rất là nhiều này. Bác xem. Mọc rất là nhiều khe bờ tường. Chỗ này nó mọc cũng rất nhiều cây nhỏ. Bác xem này. Cây nhỏ mọc rất là nhiều. Và đây là cây thứ tư. Cây này cũng có nhiều hoa nhiều quả nhé. Quả của nó này. Quả chín đen này. Những quả chín đen các bác xem này, rất là nhiều nhé. Đây là những cây con nó mọc từ lứa quả trước nhé. Cây mai con mọc từ lứa quả trước này. Đây cũng là cây mai con này. Mọc từ lứa quả trước. Cây này thì nhỏ hơn ba cây kia. Và cây này có chiều cao khoảng độ 1,7 m các bác nhé. Một số cây trên vườn nhà. Thông tin về giá và một số kinh nghiệm giúp cây khỏe mạnh trong mùa nắng nóng đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.